Và cuối cùng là bây giờ ta sẽ quét và lau sàn. Trước khi quét và lau sàn thì ta sẽ gom rác và ta bỏ rác đi. Ta lột vô cái túi rác này ra. Ta lấy túi khác ta thay vào. Ta gom rác ta mang ra ngoài. Bếp này gặp đồ ta nhấc đồ lên ta quét. Nhấc đồ lên quét xong người ta lại đặt xuống. Nhớ là khi quét là ta không quét quá nhanh mà ta quét từ từ và quét là trên mặt của sàn, để tránh là nếu mà ta quét nhanh và quét mạnh nó sẽ bụi lên đồ. Đấy, ta cũng quét lần lượt, rích rắc. Quét xong là ta không dẫm chân của ta vào nữa. Quét dần ra đến cửa. Gặp đồ ta đủ đồ ra. Ta quét. Đấy, giờ ta mới quay lại phía góc này, nơi góc xa nhất để ta quét nó ra. Lưu ý là khi quét là ta quét thật sạch, khi đó ta lau nó mới không còn dạng. Quét lùi dần ra. Quét xong là không được dẫm nào nữa. Xong vào đây lại vào góc xa nhất để ta quét. Quét lùi ra. Trong này cũng thế. Khi ta đùn ghế ra để ta lau tạm, chưa cần phải xếp lại vào bên trong, bởi vì ta vẫn còn dùng để ta quét nên là ta không phải lại xếp đi xếp lại mất thời gian. Đấy, quét rích rắc, quét từ từ, quét là mặt sàn rồi ra đến ngoài ta gom rác lại. Từ góc xa nhất của bếp nhấc đồ ra lau này, rích rắc này. Lau xong lại đặt đồ lại này. Rích rắc này. Đấy, đến đây ta có thể quay đây để ta lau góc bên trong này. Đấy, sau đó ta mới đủn ghế vào. Để nó hở cái phần này ra để ta lau. Hở phần này ra để ta lau. Lau rích rắc, vết nọ đè vết kia.
Và ta sẽ thực hiện giặt chổi đi và lau lại lần hai bằng nước trắng.